Bộ sản phẩm phân bón đầu trâu NPK 16168 Bình Điền Quảng Trị với công nghệ ure hóa lỏng một hạt mới phù hợp cho tất cả các loại cây trồng. Đầu trâu NPK 16168 cộng 9S với đạm, lân, kali, lưu huỳnh giúp cây phát triển mạnh, năng suất cao và tăng độ phì nhiêu cho đất. Đầu trâu NPK 16168 cộng 6S bổ sung trung vi lượng thông minh giúp nhà nông tiết kiệm chi phí, cây phát triển nhanh, ra hoa đều, đậu trái tốt, tăng khả năng chống chịu với thời tiết bất lợi. Bộ sản phẩm đầu trâu NPK 16168 Bình Điền Quảng Trị tăng năng suất, tăng lợi nhuận. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với trận thi thứ 9 của vòng loại cuộc thi chinh phục lần thứ 12 năm 2024. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo và VNPT Quảng Trị phối hợp tổ chức với sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Và xin được cảm ơn VNPT Quảng Trị và Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong trận thi thứ 8 của vòng loại sân chơi chinh phục năm 2024, với những phần thi hấp dẫn và hào hứng, Ban Việt Hoàng của trường Trung học phổ thông Giao Linh đã trở thành thí sinh thứ 8 có mặt tại vòng 2 của sân chơi chinh phục. Và với trận thi đấu vòng loại tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự tranh tài của 4 bạn thí sinh. Hãy cùng chào đón bạn Mai Văn Long Nhật đến từ trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm. Em xin chào các thầy cô trong ban cổ vấn, đại diện thầy cô trưởng đoàn của các trường, chào chị MC cùng đội ngũ ekip, chào toàn thể các khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mai Văn Long Nhật, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm. Hôm nay đến đây thì em hy vọng rằng là em cũng như là các bạn chơi ở đây sẽ có những phần thi ấn tượng để tạo nên một trận đấu hay cho khán giả. Ông Nhật, từ đi. Ông Nhật, thi là nhất. Và ở vị trí thứ hai, chúng ta hãy cùng chào đón bạn Cao Thị Kim Anh đến từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Em xin chào chị MC, kính chào các thầy cô và các bạn đã có mặt trong trường hội trường ngày hôm nay. Em tên là Cao Thị Kim Anh và ngày hôm nay em đến với sân chơi chinh phục với một tinh thần là vừa là nơi để học hỏi, vừa là nơi để tranh tài. Và hy vọng là ngày hôm nay cả 4 thí sinh đều tỏa sáng và hoàn thành được phần thi của mình bằng một cách tốt nhất. Kim Anh, tự tin chiến thắng. Vâng, cảm ơn bạn Kim Anh. Và chúng ta hãy cùng chào đón ở vị trí thứ 3 bạn Phan Văn Thái đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Đầu tiên em xin chào chị MC, các thầy cô, các bạn cùng chơi và các bạn đang theo dõi trực tiếp tại trường quay hôm nay cũng như các khán giả đang theo dõi qua màn hình nhỏ. Em tên là Phan Văn Thái, đến từ lớp 11 tin trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Hôm nay em đến đây với một tinh thần bình tĩnh, tự tin và chiến thắng ạ. Chúng ta hãy cùng chào đón ở vị trí thứ tư bạn Nguyễn Thị Anh Thư đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Em xin chào tất cả mọi người và đặc biệt là ba bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Thị Anh Thư đến từ lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Đông Hà. Và hôm nay em đến đây với tinh thần là tự tin và giành chiến thắng. Chúc cho ba bạn cùng chơi là có một trận đấu thật hay và cống hiến một màn trận đấu thật là kỳ tính cho khán giả. Cảm ơn bạn Anh Thư và phần giới thiệu vừa rồi của tất cả 4 bạn thí sinh của chúng ta. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thành phần ban giám khảo. Xin được giới thiệu cô Lê Thị Lan đến từ phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin được giới thiệu thầy Nguyễn Văn Minh đến từ phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin được giới thiệu thầy Nguyễn Quang Hưng đến từ trường Trung học phổ thông Cửa Tùng.
Xin được giới thiệu thầy Lê Công Long đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị. Xin được giới thiệu cô Hoàng Thị Hiền Lương đến từ trường Trung học phổ thông Lao Bảo. Xin được giới thiệu cô Lê Thị Ngọc Trâm đến từ trường Trung học phổ thông Hướng Hóa. Xin được giới thiệu thầy Hoàng Công Hiểm đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị. Xin được giới thiệu thầy Tô Ngọc Lĩnh đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bến Hải. Và xin được giới thiệu thầy Lê Thanh Phú đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Định. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo. Và cuộc thi chinh phục năm 2024 của chúng ta như thường lệ sẽ gồm 4 phần thi mang tên xuất phát, thử thách, tăng tốc và chinh phục. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với 4 bạn thí sinh xuất phát. Phần thi xuất phát. Phần thi này gồm một bộ 10 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi câu 10 điểm dành cho tất cả các thí sinh. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi xuất phát. Và trước khi cùng với các thí sinh chính thức bước vào đường đua, chúng tôi một lần nữa muốn nghe những tràng pháo tay cổ vũ động viên cho các bạn thí sinh của chúng ta từ các bạn cổ động viên. Và sau đây chúng ta cùng đến với 10 câu hỏi của phần thi xuất phát. Câu hỏi đầu tiên. Cho mẫu số liệu về thời gian tự học đơn vị phút của một số học sinh lớp 10 như sau: 30, 60, 45, 120, 45, 150, 180, 60, 60, 30. Mốt của mẫu số liệu này là A. 45, B. 60, C. 30, D. 120. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Với câu hỏi đầu tiên, 4 bạn thí sinh của chúng ta chọn đáp án B. Và B là đáp án chính xác. Chúc mừng cả 4 bạn thí sinh. Mỗi bạn ghi được 10 điểm đầu tiên. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng nào sau đây là dài nhất? A. Đỏ. B. Vàng. C. Lục. D. Tím. Thời gian bắt đầu. Với câu hỏi này, các bạn thí sinh đưa ra đáp án như sau: bạn Long Nhật và Anh Thư chọn đáp án D và Kim Anh và Văn Hải chọn đáp án A. Và số điểm sẽ được cộng cho hai bạn thí sinh Kim Anh và Văn Hải, đáp án A là đáp án chính xác. Một bạn được cộng thêm được 10 điểm. Câu hỏi số 3. Ion M2+ có số electron là 18, M có điện tích hạt nhân là A 18, B 20, C cộng 18, D cộng 20. Thời gian bắt đầu. Bạn Long Nhật và Kim Anh chọn đáp án B là 20, bạn Văn Hải chọn đáp án D là cộng 20 và bạn Anh Thư chọn đáp án C là cộng 18. Và đáp án chính xác là đáp án D. Chúc mừng bạn Văn Hải. Bạn Văn Hải sẽ được cộng 10 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Nhiều tế bào cùng loài cùng thực hiện một chức năng tập hợp thành cấp độ tổ chức sống nào sau đây? A. Cơ quan. B. Hệ cơ quan. C. Mô. Và D. Cơ thể. Thời gian bắt đầu. Bốn bạn thí sinh của chúng ta đều chọn đáp án C cho câu hỏi này. Và đáp án C là đáp án chính xác. Chúc mừng bốn bạn. Mỗi bạn sẽ được cộng thêm vào 10 điểm trong tổng số điểm của mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Một công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Trung Hoa cổ Trung Đại là
A. Kim tự tháp, B. Lăng Ta Dơ Ma Hàn, C. Đền Parthenon và D. Vạn Lý Trường Thành. Thời gian bắt đầu. Vạn Lý Trường Thành, đáp án D là sự lựa chọn của các bạn thí sinh và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng các bạn. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Ở nước ta không có loài gió nào sau đây? A. Tín phong, B. Gió núi, C. Gió tây ôn đới, D. Gió thung lũng. Thời gian bắt đầu. Bạn Long Nhật chọn đáp án C và cũng là đáp án của bạn Văn Thái, bạn Kim Anh và bạn Anh Thư chọn đáp án D. Vâng, và số điểm sẽ được cộng cho hai bạn Long Nhật và Văn Thái. Đáp án C là đáp án chính xác. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 7. Phần mềm nào sau đây không thuộc Open Office? A. Word, B. Writer, C. Canvas và C. Impress. Thời gian bắt đầu. Bạn Long Nhật chọn đáp án D. Đáp án A là đáp án của ba bạn Kim Anh, Văn Thải và Anh Thư. Và đáp án A là đáp án chính xác. Chúc mừng ba bạn Kim Anh, Văn Thải và Anh Thư. Mỗi bạn được cộng được 10 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 8. Nhạc sĩ Mozart là người nước nào? A. Nước Nga, B. Nước Anh, C. Nước Đức, D. Nước Áo. Thời gian bắt đầu. Với câu hỏi này, bạn Long Nhật và Anh Thư chọn đáp án D, nước Áo. Bạn Kim Anh chọn đáp án A là nước Nga và bạn Văn Thải chọn đáp án C là nước Đức. Và đáp án chính xác là đáp án D, nước Áo. Bạn Long Nhật và Anh Thư mỗi bạn được cộng thêm 10 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 9. Theo luật cầu lông quốc tế, một ván thi đấu cầu lông gồm bao nhiêu điểm? A. 15 điểm, B. 21 điểm, C. 25 điểm và D. 30 điểm. Thời gian bắt đầu. Với câu hỏi này, cả 4 bạn thí sinh của chúng ta đều chọn đáp án B là 21 điểm. Và 10 điểm sẽ được cộng cho 4 bạn thí sinh. Chúc mừng các bạn. Đáp án B là đáp án chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 10, câu hỏi cuối cùng của phần thi này. Đây là một câu hỏi tiếng Anh, mời các bạn cùng nghe. Choose the best option to answer the questions. Who wrote the play Hamlet? A. William Shakespeare, B. Oscar Wilde, C. George Bernard Shaw, D. Tennessee Williams. Thời gian bắt đầu. Của chúng ta có nội dung là ai là người đã viết vở kịch Hamlet và đó chính là William Shakespeare. Đáp án A là đáp án chính xác. Chúc mừng cả 4 bạn thí sinh. Và như vậy là với 10 câu hỏi thì các thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ nhất mang tên xuất phát. Và trước khi đến với phần thi tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm mà các bạn đã ghi được. Bạn Long Nhật 70 điểm, bạn Kim Anh 70 điểm và cũng là số điểm của bạn Anh Thư, bạn Văn Thái 90 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Vâng ạ, các bạn thân mến, với phần thi xuất phát thì các bạn đã ghi được cho mình những số điểm đầu tiên và với phần thi tiếp theo mang tên thử thách sau đây, chúc các bạn sẽ tiếp tục đạt được những số điểm tuyệt đối. Bây giờ sẽ là phần thi thứ hai mang tên thử thách.
Phần thi thử thách. Mỗi thí sinh có 1 phút để trả lời vô gồm 6 câu hỏi dành riêng cho từng thí sinh. Trong quá trình trả lời, thí sinh có quyền bỏ qua câu hỏi và không được quay trở lại nếu còn thời gian. Trả lời đúng 1 câu hỏi được cộng 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Vâng, đó là thể lệ của phần thi thử thách. Và trước khi đến với phần thi này, Long Nhật sẽ là thí sinh đầu tiên tham gia phần thi thử thách. Chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh qua clip sau đây. Mọi người, em tên là Mai Văn Long Nhật, học sinh lớp 11A1 của trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm. Môn học yêu thích nhất của em là môn chính học. Đây là một cái môn học đam mê của em từ nhỏ. Và trong tương lai em muốn trở thành một cái lập trình viên để mà tạo ra nhiều kỹ ứng dụng để phục vụ cho cuộc sống của con người. Tham gia trận sân chơi chinh phục ngày hôm nay thì sân chơi chinh phục là một cái sân chơi mà ước muốn của em từ nhỏ. Để với cái sân chơi nhau ngày hôm nay thì em mong muốn là sẽ thực hiện tốt cái phần thi của mình. Cái bạn Long Nhật là rất là có thế mạnh về môn tin học, và trong năm học vừa rồi bạn Long Nhật đã đạt kết quả là giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin học. Và tham gia cuộc thi chinh phục lần này, ban giám hiệu nhà trường cũng như hội đồng sư phạm nhà trường mong rằng bạn Long Nhật sẽ nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả cao nhất trong cái cuộc thi ngày hôm nay. Vâng, và chúng tôi cũng xin được chúc cho bạn Long Nhật sẽ thật bình tĩnh, gặp nhiều may mắn ở phần thi này bạn nhé. Bộ câu hỏi dành cho bạn Long Nhật bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số đôi 1 khác nhau? Mười ạ. Không chính xác. Câu hỏi thứ hai, trong quang hợp ở thực vật, loại sắc tố quang hợp trực tiếp chuyển hóa quang năng thành hỏa năng là gì? Chlorophyll A. Chính xác. Câu hỏi số 3, châu lục nào có trữ lượng than lớn nhất thế giới? Châu Phi. Không chính xác. Câu hỏi số 4, cảnh sát giao thông xử phạt người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là hình thức thực hiện pháp luật nào? Phạm tội hành chính. Không chính xác. Câu hỏi số 5, trong phần mềm Microsoft Word, các phần văn bản được phân cách nhau bởi ký tự Enter được gọi là gì? Các từ. Không chính xác. Câu hỏi số 6, ký hiệu âm nhạc dùng để liên kết trường đồ hai hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ được gọi là gì? Khuôn nhạc. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ 2 mang tên thử thách. Bạn Long Nhật ghi được 20 điểm và chúng ta hãy cùng cổ vũ để chúc cho bạn thêm tự tin hơn ở những phần thi tiếp theo. Vâng, ở câu hỏi số 1 của phần thi dành cho bạn Long Nhật là có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số đôi 1 khác nhau? Chúng ta có 320. Câu số 2, trong quang hợp ở thực vật, loại sắc tố quang hợp trực tiếp chuyển hóa quang năng thành hỏa năng đó chính là diệp lục A hay còn gọi là chlorophyll A. Vâng, câu hỏi thứ 3, châu lục nào có trữ lượng than lớn nhất thế giới đó chính là châu Á. Cảnh sát giao thông xử phạt người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là hình thức thực hiện pháp luật nào? Đó chính là áp dụng pháp luật. Câu hỏi số 5, trong phần mềm Microsoft Word, các phần văn bản được phân cách nhau bởi ký tự Enter được gọi là đoàn hay còn gọi là đoàn văn bản. Và ký hiệu âm nhạc dùng để liên kết trường đồ hai hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ được gọi là dấu nối. Và tiếp theo phần thi thử thách ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với ngôi trường Chu Văn An để làm quen với bạn Kim Anh. Chào mọi người, em tên là Cao Thị Kim Anh, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Và hôm nay em là một thành viên của cuộc thi chinh phục. Đến với cuộc thi, em được sự ủng hộ của thầy cô và các bạn và được sự giúp đỡ của mọi người. Mong muốn rằng tại cuộc thi này em sẽ được làm chính mình và làm phiên bản tốt nhất. Trong môn sống của em đó là mình leo lên đỉnh núi để chiêm ngưỡng cả thế giới chứ không phải là để thế giới chiêm ngưỡng mình. Kim Anh, tự đi chiến thắng. Những hình ảnh rất là dễ thương đến từ trường Trung học phổ thông An với bạn Kim Anh.
Và sau đây sẽ là phần thi thử thách dành cho bạn. Thời gian bắt đầu. Công tơ điện là thiết bị dùng để đo năng lượng điện tiêu thụ. Hãy cho biết đơn vị của chỉ số trên công tơ điện là gì? Kiloampere. Chính xác, câu hỏi số 2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tổ hóa học, nguyên tổ nào có tính phi kim mạnh nhất? Flo. Chính xác, câu hỏi thứ 3. Là diễn đàn kinh tế của Mỹ, Canada, Nhật Bản và 4 quốc gia tư bản phát triển ở châu Âu được thành lập năm 1976, tên gọi tổ chức đó là gì? Bỏ qua. Câu số 4, thì Mầu, Thủy Vân, Chu Mãi Thần là những nhân vật nổi tiếng trong loại hình nghệ thuật dân gian nào? Tuồng. Không chính xác, câu số 5. Ai có quyền gọi điện thoại cho bạn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để điều tra về lừa đảo qua mạng? Công an ạ. Không chính xác, câu số 6. Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên ở nước, ở quốc gia nào? Kata. Không chính xác, đó là Thái Lan. Với câu hỏi số 2, là diễn đàn kinh tế của Mỹ, Canada, Nhật Bản và 4 quốc gia tư bản phát triển ở châu Âu được thành lập năm 1976, tên gọi tổ chức đó chính là G7. Thì Mầu, Thủy Vân, Chu Mãi Thần là những nhân vật nổi tiếng trong loại hình nghệ thuật dân gian chèo, không phải tuồng. Và ai có quyền gọi điện thoại cho bạn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để điều tra về lừa đảo qua mạng? Không ai có quyền cả. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ hai mang tên thử thách, bạn Kim Anh ghi được 40 điểm. Chúc mừng bạn. Vâng, tiếp theo sẽ là phần thi của bạn Phan Văn Thái đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Và trước tiên chúng ta hãy cùng làm quen với bạn. Chào các bạn, mình là Phạm Văn Thái đến từ lớp 11 tin trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Mình vừa trải qua cuộc thi chinh phục của trường và trong và hướng đến cuộc thi chinh phục của tỉnh lần này, mình sẽ nỗ lực tự tin, cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt nhất. Qua thời gian học tập cấp 3 cùng Thái, mình thấy Thái là một người rất thoải mái, rất vui vẻ và luôn giải quyết mọi vấn đề trong một hướng rất tích cực. Thì cũng mong rằng trong kỳ thi tới đây bạn cùng luôn thật vui vẻ thoải mái. Mình là một người bạn thân cùng bạn với Thái qua cuộc thi lần này. Mình chúc bạn Thái thật là tự tin, bình tĩnh, hoàn thành phần thi của mình thật tốt. Mình chúc Thái tự tin chiến thắng, hoàn thành tốt cuộc thi của mình. Thái ơi, cố lên. Yeah. Vâng, và lúc này là bạn Phan Văn Thái của chúng ta cũng đã sẵn sàng. Vâng, thời gian dành cho bạn bắt đầu. Số có 3 chữ số lớn nhất chia hết cho 3, mà 3 chữ số của số đó đôi một khác nhau là số nào? Không chính xác, câu hỏi số 2. Trong dung dịch ethanol có bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen? 1. Không chính xác, câu hỏi số 3. Trên thế giới, loại hình giao thông vận tải. Chính xác, câu hỏi số 4. Quốc cầm thi tập của Nguyễn Trãi gồm các phần môn thi. Chính xác, câu hỏi số 5. Trong tường quất trong sáng tác năm 1967 của tác giả nào? Quá. Câu hỏi số 6 là một câu hỏi tiếng Anh. Listen and answer the following question. GMT is the mean solar time at Royal Observatory. What does GMT stand for? Global Mean Time. Vâng, với câu hỏi tiếng Anh vừa rồi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi thông tin từ ban cố vấn. Câu hỏi GMT là viết tắt của từ gì? Và đây từ này là từ Greenwich Mean Time. Greenwich là cái nơi để đặt cái đồng hồ này và tại ở vị tuyến không, ở vị độ không. Cho nên câu trả lời của em là chưa chính xác ạ. Với câu hỏi số 1, số có 3 chữ số lớn nhất chia hết cho 3 mà 3 chữ số của số đó có đôi một khác nhau, đó chính là số 987. Câu hỏi số 2, trong dung dịch ethanol có bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen? Chúng ta có 4 kiểu. Vâng, và câu hỏi số 6 câu tiếng Anh thì thầy đã giải thích cho chúng ta rồi. Và như vậy, kết thúc phần thi thứ 2, bạn Văn Văn Thái ghi được 40 điểm. Chúc mừng bạn Văn Thái.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Anh Thư đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà qua clip sau đây. Bạn mình là Nguyễn Thị Ái Nhiên, là lớp trưởng của lớp 11A1 và năm nay thì lớp mình rất vinh dự là có một thành viên của lớp được tham gia vào cuộc thi chinh phục của tỉnh Quảng Trị và đó chính là bạn Nguyễn Thị Anh Thư. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Thị Anh Thư đến từ lớp 11A1. Năm nay mình rất là vinh dự đại diện lớp cũng như trường là tham gia cuộc thi chinh phục của tỉnh. Vậy thì Anh Thư ơi, để chuẩn bị cho cuộc thi chinh phục sắp tới thì bạn đã ôn tập như thế nào và có những cái nội dung nào mà bạn tâm đắc nhất, bạn cảm thấy quan trọng nhất? Để cho chuẩn bị cho kỳ thi năm nay thì mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều kiến thức, từ kiến thức sách giáo khoa của lớp 10, lớp 11 thì mình cũng đã tìm hiểu thêm về một số kiến thức của địa phương của tỉnh Quảng Trị. Bây giờ nhóm chúng mình sẽ có những lời chúc dành cho Thư. Mình chúc Thư bình tĩnh, tự tin và cố gắng hết sức mình. Thư hãy nhớ là 11A1 chúng mình sẽ luôn đồng hành bên cạnh cậu. Nên là Thư hãy cố gắng hết sức mình để đạt được thành tích tốt trong cuộc thi nhé. Yeah. Vâng ạ. Những người bạn của anh Thư rất là tuyệt vời. Vâng. Và sau đây sẽ là một câu hỏi dành cho bạn Anh Thư. Thời gian bắt đầu. Giải bước xạ điện từ có bước sóng từ khoảng 380 nano đến 760 nano có tên là gì? Ánh sáng nhìn thấy. Chính xác, câu số 2. Trong quang hợp của thực vật, các phân tử O2 được tạo ra có nguồn gốc từ quá trình nào? Hô hấp hiểu khí. Không chính xác, câu thứ 3. Là danh y thời Trần đặt nền móng cho nền y học cổ truyền Việt Nam với phương châm nam dược trí nam nhân, ông là ai? Tuệ Tĩnh. Chính xác, câu số 4. Cơ quan nào có thẩm quyền xét xử theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Tòa án nhân dân. Chính xác, câu số 5. Hai cột lưới cầu Long cao bao nhiêu mét tính từ mặt sân? 1,5. Không chính xác. Và câu số 6 là một câu tiếng Anh. Listen and answer the following question. Which country has the pyramids of Giza? Egypt. Chính xác. Ở câu hỏi thứ 2, trong quang hợp của thực vật, các phân tử O2 được tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân ly nước. Và câu hỏi số 5, hai cột lưới cầu Long cao bao nhiêu mét tính từ mặt sân? Đó chính là 1m55. Bạn chỉ thiếu một ít nữa thôi là sẽ chính xác rồi. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ 2 mang tên thử thách. Bạn Anh Thư đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà ghi được 80 điểm. Chúc mừng bạn. Vâng, như vậy là cả 4 bạn thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua phần thi thử thách và chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm mà họ đã giành được qua 2 phần thi. Bạn Long Nhật 90 điểm, bạn Kim Anh 110 điểm, bạn Văn Hải 130 điểm và bạn Anh Thư 150 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Như vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường của cuộc thi chinh phục ngày hôm nay và tạm thời bạn Anh Thư đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà đang dẫn đầu. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ở những phần thi cuối thì vị trí của các bạn sẽ có sự thay đổi như thế nào. Chúng ta cùng đến với phần thi thứ 3, tăng tốc. Phần thi tăng tốc. Phần thi này gồm 4 câu hỏi tương ứng với 4 mảnh ghép để lật mở hình nền. Mỗi câu hỏi 20 điểm. Lần lượt thí sinh theo thứ tự bốc thăm trước khi vào trận lựa chọn câu hỏi mảnh ghép. Sau nhiều lần thời gian suy nghĩ và trả lời 20 giây, 4 thí sinh cùng trả lời trên máy tính riêng. Thí sinh có câu trả lời đúng nhanh nhất được cộng 20 điểm, nhân thứ hai được cộng 15 điểm, còn lại được 10 điểm. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi cho mảnh ghép đầu tiên, bất cứ lúc nào, các thí sinh có quyền bấm chuông trả lời hình nền, ưu tiên theo thứ tự bấm chuông. Trả lời đúng được 40 điểm và phần thi tăng tốc sẽ kết thúc. Nếu thí sinh trả lời sai, sẽ mất quyền thi tiếp phần thi này. Sau 4 câu hỏi mảnh ghép, nếu các thí sinh vẫn không tìm ra được đáp án cho hình nền, thì người dẫn chương trình sẽ đưa ra gợi ý đáp án hình nền. Thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Thí sinh trả lời đúng trong trường hợp này được 30 điểm.
Trong trường hợp các thí sinh không có đáp án hình nền, thì người dẫn chương trình sẽ đưa ra đáp án hình nền. Vâng, đó là thể lệ của phần thi tăng tốc. Vâng, đây là một phần thi gay cấn và hấp dẫn. Vì thế, chúng tôi một lần nữa muốn nghe những tràng pháo tay cổ vũ của các bạn cổ động viên dành cho các thí sinh của chúng ta. Cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Và bây giờ sẽ là câu hỏi hình nền. Hãy cho biết nội dung bức ảnh đáp án có 15 chữ cái. Xin anh nhắc lại, hãy cho biết nội dung bức ảnh đáp án có 15 chữ cái. Bây giờ xin mời bạn Long Nhật lựa chọn mảnh ghép đầu tiên. Em chọn bức ảnh số 2. Mảnh ghép số 2. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh nào của nước ta hiện nay? Thời gian bắt đầu. Cùng hướng lên màn hình để theo dõi câu trả lời của các bạn thí sinh qua câu hỏi này. Vâng, như vậy là bạn Long Nhật và bạn Anh Thư đều đưa ra đáp án là Khánh Hòa. Bạn Kim Anh đưa ra đáp án là Kiên Giang. Và đáp án chính xác là đáp án Khánh Hòa. Chúc mừng bạn Long Nhật và Anh Thư. Bạn Anh Thư được cộng 20 điểm và bạn Long Nhật được cộng 15 điểm. Và mảnh ghép số 2 sẽ được mở ra. Chúng ta cùng đến với sự lựa chọn của bạn Kim Anh. Thì em chọn ô số 4 ạ. Trước khi đến với câu trả lời của các thí sinh thì chúng tôi đã ghi nhận tín hiệu trả lời nền từ bạn Long Nhật. Xin mời bạn. Câu trả lời của em là quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa. Đó là đáp án chính xác. Chúng ta cùng đến với toàn phần hình nền. Chỉ một cơ sở dữ liệu thôi mà bạn Long Nhật đã đưa ra đáp án rất chính xác, đó chính là hình nền quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam Biển Đông, có khoảng trên 150 đảo nổi chìm lớn nhỏ với diện tích các đảo nổi vào khoảng 10 km2. Về mặt hành chính, quần đảo Trường Sa là một huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa, huyện đảo Trường Sa. Điểm gần nhất của quần đảo cách Vũng Tàu khoảng 340 hải lý và cách Cam Ranh khoảng 250 hải lý. Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam tạo thành một cảnh cung kỳ vĩ, bao bọc và chở che đất liền từ phía Biển Đông. Từ xa xưa, tổ tiên ta đã xác lập chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trường Sa mãi trong tim người dân Việt là đất thiêng ngút ngàn trên Biển Đông. Và với đáp án trả lời thì nên chính xác vừa rồi, bạn Long Nhật đã ghi cho mình được 40 điểm. Chúc mừng bạn Long Nhật. Và như vậy là phần thi tăng tốc trôi qua rất là nhanh. Sau đây chúng ta cùng đến với bảng điểm trước khi đến với phần thi cuối cùng. Bạn Kim Anh 110 điểm, bạn Văn Hải 130 điểm, bạn Long Nhật 145 điểm và bạn Anh Thư 170 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Vâng, như vậy là ba phần thi trôi qua rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cuối cùng, phần thi mang tính chất quyết định để tìm ra người chiến thắng trong phần thi ngày hôm nay. Phần thi chinh phục bắt đầu. Phần thi chinh phục. Phần thi này gồm 6 câu hỏi dành cho tất cả các thí sinh. Thời gian suy nghĩ và trả lời 20 giây. Sau khi người dẫn chương trình công bố hiệu lệnh, hai thí sinh bấm chuông nhanh hơn sẽ giành được quyền trả lời. Người bấm chuông nhanh nhất được quyền trả lời trước. Trả lời đúng được 30 điểm. Sai bị trừ đi 10 điểm. Nếu thí sinh thứ nhất trả lời sai, thì thí sinh thứ hai được quyền trả lời. Trả lời đúng được 20 điểm. Trả lời sai bị trừ 10 điểm. Đó là thể lệ của phần thi chinh phục và hy vọng các bạn thí sinh của chúng ta sẽ nghe thật kỹ câu hỏi, đưa ra đáp án thật nhanh và chính xác để ghi điểm ở phần thi này. Câu hỏi đầu tiên. Đơn vị đo lường trong hệ SL gồm 7 đơn vị cơ bản. Các đơn vị được suy ra từ đơn vị cơ bản được gọi là gì? Thời gian bắt đầu. Xin mời bạn Văn Thái. Câu trả lời của em là đơn vị dẫn xuất. Hoàn toàn chính xác, bạn được cộng 30 điểm. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Để gây hiện tượng co nguyên sinh, người ta cho tế bào sống vào trong môi trường ưu trương hay nhược trương? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Long Nhật. Câu trả lời của em là môi trường ưu trương. Khi mà cho tế bào sống vào môi trường ưu trương thì xảy ra hiện tượng khuếch tán, thì các phân tử nước ở ngoài, các phân tử nước
ở trong tế bào sẽ bị chảy ra ngoài theo hướng hiện tượng khuất tán. Chúng ta cùng chờ đợi ý kiến từ ban cố vấn trong phần giải thích vừa rồi. Với cái câu hỏi sinh học này thì đáp án của bạn là theo cô là có thể chấp nhận được, bởi vì môi trường ưu trương chỉ là môi trường chứa hàm lượng chất tan cao hơn so với trong tế bào, cho nên là nước ở trong tế bào nó sẽ đi ra ngoài và gây hiện tượng co nguyên sinh. Vâng, xin cảm ơn cô. Và như vậy bạn Long Nhật đã đưa ra đáp án được chấp nhận và bạn được cộng 30 điểm vào tổng thời điểm của mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Đồng tiền nào lâu đời nhất thế giới hiện đang được sử dụng? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Kim Anh. Dạ là euro ạ. Không chính xác. Chúng tôi sẽ lấy điểm của bạn 10 điểm. Và cơ hội cho các bạn còn lại bắt đầu. Mời bạn Văn Thái. Em là bảng Anh. Hoàn toàn chính xác. Bạn được cộng 20 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4. Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức gọi là gì? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Kim Anh. Dạ là thi hành pháp luật ạ. Chưa chính xác và cơ hội cho ba bạn còn lại bắt đầu. Rồi thì cả bốn bạn thí sinh của chúng ta chưa đưa ra đáp án. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Trong Python, câu lệnh print 10 sau 2 có kết quả gì? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Anh Thư. Câu trả lời của em là false. Không chính xác. Thời gian còn lại cho ba bạn. Bắt đầu. Vâng, bạn Kim Anh ạ. Dạ là câu trả lời của em là 100 ạ. Không chính xác. Và bạn Anh Thư và bạn Kim Anh, chúng tôi sẽ lấy điểm của các bạn 10 điểm. Và câu trả lời đúng cho câu hỏi này đó chính là 1010. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 6. Hãy cho biết từ còn thiếu trong câu hát sau. Mời các bạn nghe đoạn nhạc. Mời bạn Văn Thái. Của em là trời xanh. Không chính xác. Chúng tôi sẽ lấy điều của bạn 10 điểm. Và thời gian tiếp tục cho các bạn còn lại bắt đầu. Bạn Kim Anh. Dạ, câu trả lời của em là hạt mại. Cũng không chính xác. Chúng tôi sẽ lấy điều của bạn 10 điểm. Và chúng ta hãy cùng nghe lại toàn bộ đoạn nhạc. Và từ còn thiếu trong đoạn nhạc vừa rồi đó chính là từ hàng cây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là cả bốn bạn thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua bốn phần thi của cuộc thi ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng đến với bảng điểm cuối cùng. Bạn Kim Anh 70 điểm, bạn Anh Thư 160 điểm, bạn Văn Hải 170 điểm và bạn Long Nhật 175 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Và như vậy là với 175 điểm thì bạn Long Nhật đến từ trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm đã giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay và là thí sinh tiếp theo bước tiếp vào vòng 2 của cuộc thi chinh phục lần thứ 12 năm 2024. Chúc mừng bạn. Vâng, bây giờ xin mời bốn bạn thí sinh của chúng ta cùng tiến lên phía trước để nhận phần thưởng của chương trình. Xin được trân trọng kính mời cô Lê Thị Ngọc Trâm đến từ trường Trung học phổ thông Hưởng Hóa lên trao giải ba cho hai bạn Kim Anh và bạn Anh Thư.
Vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của hai bạn nữ của chúng ta. Xin được cảm ơn cô Lê Thị Ngọc Trâm. Xin mời thầy Lê Thanh Phú đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Đình lên trao giải nhì cho bạn Văn Thái đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho bạn Văn Thái. Vâng, xin được cảm ơn thầy Lê Thanh Phú và xin trân trọng kính mời thầy Hoàng Công Nhiệm đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị lên trao giải nhất cho bạn Long Nhật đến từ trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng bạn Long Nhật đến từ trường Trung học phổ thông Trần Thị Tâm đã chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn thầy Hoàng Công Nhiệm. Và trong phần thi đấu tiếp theo của cuộc thi chinh phục năm 2024, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tranh tài giữa 4 bạn thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, Trung học phổ thông Hải Lăng, Trung học phổ thông Chế Lan Viên và Trung học phổ thông Đắk Rông. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Miền Trung bà con hoan hỉ, lúa vàng nặng hạt, mùa màng bội thu. Bí quyết là nhờ bộ sản phẩm đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả. Với thành phần NPK và các chung vi lượng hợp lý, đầu trâu lót thúc NPK 17-12 năm cộng TE giúp cây ra rễ nhanh để nhánh khỏe tăng trưởng mạnh. Đầu trâu đón đồng nuôi củ quả NPK 16-4-14 cộng TE giúp đồng to, lúa trổ đều, bồng lớn chắc hạt. Bộ sản phẩm sử dụng được cho nhiều loại cây trồng. Bộ sản phẩm phân bón đầu trâu lót thúc và đầu trâu đón đồng nuôi củ quả Bình Điền Quảng Trị năng suất cao, tăng lợi nhuận.